đến với nhà văn Phong Thu Nguyên. Một cuộc đi chơi, giải trí tại bờ biển. Ngày mai họp với nhóm Blink Art tại công ty để biết thêm phương thức hoạt động của công ty tài chính này có những nét độc đáo gì. Tôi cũng tìm hiểu sự phát triển của thị trường chứng khoán và xem họa sĩ David Chinh Trương vẽ tranh truyền thần cho một mục sư Hoa Kỳ. Sau khi trở lại Washington DC, Phong Thu sẽ tiếp tục hoàn tất quyển sách Đánh cược với số mệnh. Xin chào các bạn, chúc ngày mới vui khỏe bình an. Thank you.